Lần này là mình chỉ up được có 2 ạc thôi, mình trai ồi một lần có 2 ạc thôi. Và nhờ thêm một bạn giúp mình nữa. Thì bây giờ đến cái thời điểm hiện tại thì giờ trình mình quá cao rồi. Mình trai ồi một lần 10 ạc luôn, 10 mình trai ồi một lần 10 ạc luôn vẫn được nha. Tại vì mình không quay được, tại đợt rồi mà không có được bộ nhớ rồi. Bây giờ có bộ nhớ nè, bây giờ đang kiếm đơn gấp tập rồi tôi sẽ quay cho cái cách. Tôi trai ồi một đêm 10 ghi. Mà rất là đẳng cấp luôn. Trời ơi cái này nhảy còn gớt nữa. Ớn nị dư. À mà quên nữa, cái shop ạc của mình á thì nó mới vừa làm xong thôi. Cho nên là nó còn bị hạn chế lắm các bạn ơi. Nó chỉ có up tập với là gạt cần thôi nha. Còn ạc hàng hóa như là ạc gạt cần hay là ạc tập V4 với lại trái quỷ á thì mình chưa có mọi người ơi. Đang đợi nè. Chắc là tầm vài hôm nó sẽ có ạc với lại bán cho mọi người á. Thì ở đây là do là cũng trình hay non á. Là mình up tập xong ở dưới mình kích nộ 3 lần mình lên mình mua chai on ha mọi người. Lúc này trình non thiệt thực sự luôn. Thì cũng nhờ bọn nó này kia mấy bạn ơi. Thì nhờ bọn nó cũng khó khăn quá. Cho nên là tôi tự tìm cách tôi đi chai on một mình lên luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi up tập rất là ok đấy. Vẫn chạy đơn nhiều trong ngày được ha. À mà quên đó, cái shop của mình cũng đang bị hạn chế. Nếu như các bạn có mà thuê những cái dịch vụ khác á bên ngoài như là, nhưng mà vẫn trong Block Food nha, như là song kiếm hay là tập xe bóc gì đó, thì các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình. Đấy. Thì chắc là vài hôm nữa mình mới có ạc cái bán nha mọi người. Rồi xong rồi nè, bây giờ gắn đại ghê nha. Tại vì đường nào bạn này cũng full ghi à. Rồi bây giờ là mình đi ba ạc rồi nhớ bạn. Thì clip này cũng lâu rồi, cái đoạn 1 nè. Tại sao mà mình kêu thằng kia vô giúp mình không biết nữa. Đấy. Thì lần này là mình đi là ba ạc nè. Mình đi ba ạc mà mình không hách luôn nè, mới đẳng cấp đó. Lúc này lực trình cũng hơi non nên là phải click vào chiêu. Không có biết bấm cái nút bật tộc lên như nào mọi người. Gần phát sáng thì mình sẽ ưu tiên, chắc là mình ưu tiên quýnh gạt không anh chứ. Cái gì? Quýnh ai cá luôn à. À ai cá là xài chiêu xong hết rồi qua hết skill xong rồi qua ai kia nha mọi người. Đó, kiểu gì á, kiểu mình xả hết skill bên cá rồi cái mình qua bên human mình đánh. Thì lúc này là không hack luôn à, đẳng cấp chưa? Tại vì không phải là mình không muốn hack. Thì hack nó bị lỗi vậy. Nên nó chai vậy. Nói chung là phải có hack nha các bạn. Hack là nói chung là hack đặt mình thôi, đừng có hack đặt của ai nhưng á. Thì là mình hack đặt mình để up tập cho các bạn thì mới chạy được đơn nhiều được. Ví dụ như mấy cái đơn mà 1-2 đơn vậy thì không nói gì. Ví dụ như nhầm lúc mà nó hên trúng mánh nhiều đơn, ngày 10 đơn, 20 đơn gì đó. Nhưng mà chưa bao giờ được trúng mánh được cỡ đó lắm mọi người ơi. Cũng căng lắm, cũng 5 ạc ngày à. Dữ rồi bây giờ. Không có làm gì hết trơn, không có làm content này kia, không có khách luôn. Quải thì tại vì tôi làm sếp ạc, dạo này tôi làm sếp ạc mà làm bị mất thời gian quá. Cũng 6-7 ngày vậy đó, bây giờ thì cũng gán ngồi dậy để làm cái clip. À. Cái gì vậy? Hàng này fail quá vậy trời. Lại tôi đi chứ. Hình như hồi nãy là mình bị nhảy lỗi phải không ta? Nãy giờ mình ngồi nói chuyện là mình không có để ý luôn á chứ. Do là up một đêm có 2-3 ghi à. 2 ghi à nên là cũng chả sao. Còn bây giờ mà mình up một đêm 10 ghi đó, bị lỗi một cái thôi là thôi, ăn kích hết. Thì mọi người mà có thể gạt cần đó nha. Thay gạt cần thì mọi người chờ khoảng 1-2 ngày, xui thì khoảng 3 ngày mình mới làm xong á. Tại vì gạt cần khó lắm mấy ba ơi. Chứ không phải up tập như này đâu. Up tập thì bây giờ tôi treo tôi làm thôi. Đó, nó dễ hơn. Up tập thì nó cũng lâu quá nhưng mà nó chắc chắn hơn à. Còn gạt cần thì nó hên xui, nó khó lắm bạn. Nên là có thời gạt cần thì cũng khoảng hơi lâu tí nha. Còn up tập thì ok, làm được hết. Rồi cái ạc cá Akuman đã xong rồi. Giờ ạc cá nữa nè. Đâu đây nè, để tôi xem lại nãy tôi nhảy sao mà bị lỗi rồi. Còn 20 giây trời ơi, đi chai ổn thấy không?
đi sai ồn ba ạc, nó bị sát thời gian lắm mọi người, bởi vì là phải hack để mới kịp up được 10 giây. Hack là hack tại tôi luôn nha, không hack tại khách. Đây đây là ạc của khách nữa nè mọi người, cái ạc này là ạc của khách cho nên à ra là lý do vậy, lý do là ạc của khách cho nên là tôi không hack nha. Rồi bây giờ tôi vào ạc tôi nè, tôi vào ạc tôi chắc tôi loạn hack nó gì á. Trời ơi, cái khúc này quên. Rồi, đăng nhập che lại nhịp. À, cái khúc này mà vô tới ạc tôi rồi nhưng mà vẫn không hack nha. Tại vì là hack lỗi rồi, không hack được. Không hack được cho nên là ấp chay luôn. Có một có 2GB à, 2GB thì không sao. Thì mình vẫn hack, không hack rồi vẫn được. Thì nếu như mà không hack thì trung bình một game tôi có thể ấp được 5GB là cũng 5-6GB là căng nha, 5-6GB luôn á. Còn nếu như hack thì 10GB bình thường, 12GB luôn. Nhưng mà tùy tộc nữa. Nếu như mà mấy cái tộc mà nào mà mình đánh lẹ, mình đi sao lẹ thì ok. Để má đi ba ạc bị fail nữa kìa. Cái ạc Sky hình như bị quản hay á, bị quản nhảy không được đâu. Nhảy gót không à. Tua qua cái đoạn này cho xong mẹ nó đi chứ dài dòng quá mọi người ơi. Rồi thêm đêm đó là xong ha. Thì clip này có lẽ là mình làm nó cũng hơi sơ sài tí, tại vì mình bỏ lâu quá mấy ngày về mình không biết làm có được view nữa. Đó là làm sơ sài tí. Đó thì ạc này của mình trong trắng như ta. Các bạn ạc này không hack luôn nha. Ạc của khá bản cách này là không hack ạc mình luôn nha. Toàn là chật cày chay không à. Má cái ạc Sky kiểu như thời gian nó còn ngắn, nó bị quản hay gì đó, nhảy gớt hoài à. Rồi cái này mà reset cái nữa đi luôn nè, nãy xém nó méo, ném xíu nó reset cái gì ơi. Đó mình bây giờ mình nấp tập chuyên nghiệp của bạn ơi, có thời thì lên shop của mình thôi nha mọi người. Rồi ok.